Trung tâm thương mại Vincom Megamall Grand Park, thành phố Thủ Đức đã mở cửa đón những vị khách đầu tiên. Đây là trung tâm thương mại theo chủ đề Park in Mall lần đầu tiên tại Việt Nam, với quy mô lên tới 50.000 m2. Ngay trong ngày đầu mở cửa, nơi đây đã thu hút hàng ngàn khách tham quan, cùng nhiều gian hàng hoạt động tối đa công suất. Điểm nổi bật là không gian mua sắm, ẩm thực, giải trí đa trải nghiệm, nơi con người, thiên nhiên và nghệ thuật được giao thoa. Nơi đây cũng quy tụ nhiều thương hiệu quốc tế lớn. Những hoạt động giải trí âm nhạc sẽ được diễn ra hàng tuần, kết hợp với không gian check-in độc đáo, hệ thống siêu thị, rạp chiếu phim mang đến trải nghiệm đa dạng cho khách hàng. Sự xuất hiện của trung tâm thương mại Vincom Megamall Grand Park là sự kiện khởi đầu cho chuỗi tiện ích tiếp tục được hé lộ trong thời gian tới tại thành phố triệu điểm đến Vincom Grand Park. Trong đó phải kể đến công viên vui chơi giải trí VinWonder lần đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh, show siếc quốc tế với quy mô sức chứa đến 1.600 chỗ, các khu phố thương mại dịch vụ sắp ra mắt. Chuỗi tiện ích này không chỉ phục vụ nhu cầu của 60.000 cư dân đô thị mà còn hứa hẹn là điểm thu hút hàng ngàn du khách khi đến với thành phố Hồ Chí Minh.